Rồi lên hàng nha. Lên hàng nha các bạn, không biết cái gì nha. Cái gì đó? Cái lăng hay gì vậy? Cá chơi. Cá chơi, cá chơi, cá chơi. Rồi, xây qua đây, xây đây. Rồi, để hạ hạ chú Vũ hạ thấp xuống. Rồi lên cá chơi nha các bạn ơi. Ghê không, màu bén ghê ha. Rồi lên cá chơi chú Vũ. Rồi để con lấy cái cây kèm con bấm ngạnh á. Đó chú để gì, gì cho nó ngay. Rồi mình xuống ngoài tiếp rồi nha các bạn. Nghiệp tức chết luôn. Các bạn thấy không? Đó, là thụng thụng đó. Đó. Trời ơi, tầm lao rồi chứ. Cái gì đang dễ dễ bạn. Các bạn thấy không? Thấy không? Thấy thụng thụng không? Rồi nó tức mình. Lâu rồi luôn á, giờ không dính các bạn. Câu càng ngày nó cái thấy nó nổi rồi, nó nhốm tim kìa. Chân lâu nữa rồi đó. Biết cái gì? Đó đó. Bạn thấy không? Đúc luôn thấy không? Các bạn cá gô nha, sớm giờ ghẻ quá trời các bạn. Lên hàng con cá gô đầu tiên nha. À,
cái vô sông. Rồi cái rô nè. Đó là bà đi học tính trước. Cái rô cái dính trắng nữa. Cái gì vậy? Lòng lòng có xuồng người cũng ăn thấy không? Có xuồng rồi cũng ăn đó. Tức heo rồi. Cá bự kìa, tim luôn kìa. Sợ cái cá chơi đồ. Cá chơi đó được. Cá chơi đó. Thấy cái là cái tim đó. Ngay cái tim đó là nó ăn đó. Xuống lại nha, coi nó gạch thủng thủng rồi chơi nha. Có chiếc xuồng bơ đó mà vẫn ăn. Đó. Gạch cho chìm luôn rồi. Đâu có gì sợ đâu. Cá đây có chắc chắc cá đây rồi. Hết mồi á. Bốn cũng thiếu như nó hai cái cạn đó, hai cái lưỡi câu đó, hai cái cạn đó mình đưa lưỡi rồi đó, nó phải lưỡi có hai cạn trước cho con cua nó sống hai cạn bự luôn.
quá. Rồi lên hàng nha, lên hàng nha các bạn. Không biết cái gì nha, cái gì đó, cái lăng hay vậy, cái chơi, cái chơi, cái chơi, cái chơi. Rồi xoay qua đây, xoay rồi để hạ hạ chú Vũ hạ thấp xuống. Rồi lên cái chơi nha các bạn ơi, ghê không, màu bén ghê ha. Rồi lên cái chơi chú Vũ. Rồi để con lấy cái cây kèm con bấm ngạnh á nó, chú để cho nó ngay. Đấy, màu cũng có tóc hồng được, cái đây mà lại màu tóc tóc chơi. Đúng cái cốc chưa? Kiếm đủ nghệ trước khó rồi. Gỡ nha các bạn. Rồi xong thì xuống hàng là tiếp nha. Cái gì vậy? Ôi ôi cái luôn rồi. Tánh thằng ơi, cái đú kìa. Đó liền xuống rồi kìa trời. Cái luôn rồi nha, là chú Vũ giật nha. Rồi kìa, được phút 3 con thế rồi. Chả có kho nào bằng. Gồ đã rồi. Đó, ghê chưa? Quay cho anh em được ta coi chứ. Mới luyện xuống mà lâu đi luôn. Nó ra cho ông giật đó. Đó. Chạy, chạy đi. Tiếp tục. Cá rô nha. Chạy đâu mà khỏi. Cá rô đồng nha. Có bạn cá đang ăn nữa. Nó gì lên tim chứ hả? Trời ơi, trời ơi. Nhìn cá chơi. Chút kìa dưới giò chứ kìa. Mới xuống ngoài lại nha anh em ơi. Giờ này cũng chiều rồi. Đây, cá bự không nào ấy, không thấy, không thích nữa rồi. Con
Rồi họ có lên cá quay cho các bạn coi nha. Rồi lên hàng tiếp em có rô nha các bạn. Rô xong nha. Rồi. Rồi, xin chào các bạn. Sớm giờ được cũng 7-8 con nha. Cá rô với cá chơi nha. Đó, cá rô nó mồi bự nè, cá chơi nữa, mấy cá rô nữa. Đây nữa. Rồi xin chào các bạn. Giờ sẽ về nha. Rồi những chuyến câu tao câu có nhiều số qua tiếp bạn coi nha. Sớm giờ câu cá xong với được như thôi.